Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn chia sẻ về văn hóa thế giới uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail ngày hôm nay sẽ dành riêng cho ngày lễ tạ ơn, được lấy nguồn cảm hứng từ Old Fashion và Hot Butter Rum. Cocktail được mang tên Pumpkin Rum Fashion. Ở trên nước Mỹ thì lễ tạ ơn sẽ là vào ngày thứ năm của cái tuần thứ ba mỗi tháng 11 của mỗi năm, thì sẽ là cái ngày lễ tạ ơn. Thì vào ngày lễ tạ ơn đấy thì các người anh em họ hàng, cô bác chú cháu có thể là tề tụ với nhau lại trong một nhà và ăn một cái bữa dinner thật là thịnh soạn. Mà cái điều đặc biệt là trong cái ngày lễ tạ ơn sẽ phải có turkey, là con gà lôi. Như tiếng Việt mình hiểu là gà lôi ha, và nướng lên. Đó là cái cách mà traditional ở bên này. Và một cái món không thể thiếu đó chính là bạn có thể có apple pie, tức là bánh táo, hoặc là pumpkin pie là bánh bí đỏ, và lấy nguồn cảm hứng từ đó để tạo nên cocktail này. Trước khi mà đi vào giới thiệu thành phần của món cocktail chính ngày hôm nay, thì nếu như mà các bạn không có pumpkin butter thì bạn có thể lấy cái bài này, có thể làm như là một cái cocktail mà sử dụng rum, làm theo kiểu old fashion ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu những thành phần mà mình cần ha. Họ sử dụng Sailor Spice Rum để làm cái liquor base của cái món này. Pumpkin butter, nếu mà bạn không có pumpkin butter thì bạn có thể sử dụng simple syrup làm cho cái món cocktail này thành là old fashion nhưng mà dùng với rum ha. Và bạn có thể sử dụng rum trắng, nhưng mà họ khuyên các bạn là sử dụng spice rum hoặc là rum đen, dark rum, thì cái mùi vị nó sẽ tốt hơn là rum trắng. Và một cái món không thể thiếu để mình có thể làm nên old fashion đó chính là bitters. Họ sử dụng Angostura bitter. Để garnish thì mình sẽ cần một trái cam để mà garnish cho đúng với lại old fashion. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm món cocktail cho ngày lễ tạ ơn. Wow, các bạn sẽ thấy được cái mùi old fashion. Nếu như bạn nào là một người rất là thích old fashion đúng không, thì đây sẽ là một trong những cocktail rất là lạ và rất là ngộ cho các bạn mà thích old fashion, bởi vì nó mang đậm cái tính old fashion. Thì mình có là vỏ cam nè, rồi cũng như là bitters. Một điều đặc biệt là mình dùng dark rum dùng spice rum, phải là dark rum, thì spice rum nó add thêm được cái flavor đậm và cô đặc, giống như là khi mà bạn uống bourbon như vậy, nhưng mà sự này chỉ là rum thôi. Và cái điều thú vị ở đây là họ dùng pumpkin butter để mà làm nên được cái độ ngọt cũng như là cái mùi vị của cái món old fashion này. I mean rum
Run Fashion này. Thực sự Run Fashion không còn xa lạ với lại người phương Tây nữa. Ở bên này thì Run Fashion không có gì là xa lạ. Cho nên là cái tập này đó là Hào muốn sử dụng cái này để có thể giới thiệu với mọi người một kiểu làm old fashion mới nữa. Ngoài Run thì các bạn có thể làm với lại Brandy cũng được, hoặc là bạn có thể làm với lại Tequila cũng được. Bởi vì old fashion là có bitters, có bourbon và có cherry garnish, và cuối cùng là simple syrup, và cuối cùng là orange peel, đúng không? Thì cái orange peel và cái bitters nó đã làm nên cái mùi đặc trưng của old fashion rồi, nên những cái loại liquor mình để thêm vào nó đừng có bị quá nổi trội thì nó sẽ rất là hòa quyện và rất là ngon. Ngoài ra thì hot butter rum là một những cocktail uống nóng mà được làm cái hot butter là bơ, nhưng mà bơ này sẽ được quết với lại hồi đinh hương hoặc là quế. Thì cái loại này nó sẽ cái butter này là cái cục bơ này, nó sẽ làm được pre-make, có nghĩa là làm trước, rồi sau đó khi nào mà nếu mà ai yêu cầu hoặc là order đó thì bạn sẽ đổ rum vào, rồi bạn múc một cái cục bơ bạn để và bạn đổ nước sôi vào, rồi mình sẽ garnish với lại cái quế, mình làm bột quế mình để lên thì làm một món hot butter rum. Đây là món cocktail mà Hào trộn hai cái lại với nhau, bởi vì hôm bữa Hào đi siêu thị thì Hào mua được cái pumpkin butter mà Hào không có sử dụng nhiều, bởi vì Hào không có thích ngọt lắm. Và mùa Thanksgiving tới rồi nên là vừa nghĩ ra được cái món này, thế là muốn trình bày và làm cho các bạn xem. Đây là một cocktail mà có thể gợi ý với mọi người một cách làm old fashion mới, cũng như là giới thiệu các bạn về món hot butter rum. Hào là một người mà không có thích rum, tại vì các bạn biết là nếu như mà các bạn uống liquor, những cái loại rượu mạnh nhiều á, thì sẽ có một cái loại rượu mạnh mà sẽ không phù hợp với bạn. Hào uống một chút rum vào á, thì cái đầu mình sẽ bị giật tưng tưng, là bị nhức đầu liền. Cho nên là Hào không có uống rum nhiều. Và một phần nữa là trong rum có rất là nhiều đường. Bạn nhớ là calories, là rum là được chiết xuất từ cây mía của mình là nên tạo nên rum. Hôm nay rất là thú vị, rất là vui, và hướng dẫn và cho các bạn xem một cách làm một món cocktail mới mà với những cái gì mình có trong nhà. Và nếu như mà bạn không có pumpkin butter thì bạn có thể sử dụng simple syrup, thì mình sẽ làm ra rum fashion một cái traditional thôi. Và Hào để nửa muỗng butter, pumpkin butter là vừa đủ luôn các bạn. Nếu bạn thích ngọt hơn thì bạn có thể để thêm ha. Ngoài ra thì nếu như mà bạn thích làm những cái loại mà fruity hơn ha, thì bạn có thể dùng rum trắng nè, rồi mình làm với lại mứt. Ở ngoài siêu thị có rất là nhiều loại mứt lựa, các loại mứt nào ngon thì là ngon ha. Rồi mình sẽ để thêm một chút chanh, rồi mình shake lên, thì nó sẽ ra một cái món cocktail khác. Nhưng mà là dành cho các bạn nào mà yêu thích rum, đây rum là một những cái loại liquor mà hầu như là rất rất là dễ làm những loại cocktail fruity, có nghĩa là những cái mùi trái cây nè, hoặc là những cái mùi hoa quả. Rum không hiểu sao mà trong một cái quá trình mà làm những cái create cocktail của mình á, thì Hào thấy rum là một trong những cái liquor mà nếu như mà bạn nào bartender mà mới bắt đầu chập chững vào nghề á, thì bạn có thể sử dụng rum là một trong những cái liquor bạn có thể làm những cocktail riêng của mình. Vậy là tập đến đây cũng đã hết rồi. Đây là những gì mà Hào muốn truyền tải với tất cả các bạn qua mùa lễ Thanksgiving này. Hy vọng là ai mà có làm cái lễ tạ ơn, các bạn nào ở nước ngoài mà có lễ tạ ơn, thì hy vọng là bạn có thể làm cái món cocktail này. Và nhớ là đừng quên là tag Hào vào nhé. Và xin chúc mọi người có một lễ Thanksgiving, một lễ tạ ơn thật an bình và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nhưng mà năm nay thì do Covid nên có thể là chúng ta sẽ phải làm virtually, là phải online hết và xem mọi người. Nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ có một lễ Thanksgiving thật ấm áp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye.